Hồng An chào cả nhà và Hồng An luôn chúc bà con cô bác vui vẻ, mạnh khỏe và bình an nha. Và hôm nay Hồng An cũng như thường lệ chia sẻ anh em một con phiêu Chanel FI 209. Và Hồng An cũng ra công viên tranh thủ chiều sáng sủa rồi quay chi tiết cho anh em xem một con xe. Nói chung xe này là thật sự là zin nguyên bản luôn nha anh em. Cặp vỏ hai chìa, cặp kiến, áo tem zin theo xe, dán keo nguyên chiếc. Con này là anh em mà chơi đam mê sưu tầm cũng có thể mình chơi nè. Giá thành lại hợp lý nha anh em, một con xe đúng chất lượng. Máy đặt chuẩn 95% nha anh em. Giá thành lại hợp lý cho anh em chơi. Một con xe hôm nay mà được nguyên bản, nó zin 100% cũng tương đối là hiếm nha anh em. Nhưng mà con này nó đạt được cái tiêu chuẩn là zin 100% luôn. Và đặc biệt là cục máy. Cục máy là đạt chuẩn 95%. Một lát Hồng An sẽ test máy cho anh em nghe tỉ mỉ chi tiết từng bộ phận một. Vì là một con xe nó chung giá thành cũng là tương đối là không cao không thấp, nó chuẩn, anh em chơi đam mê là rất hợp lý nha. Xe này là 4 số, vẫn còn 4 số, biển số thành phố. Và Hồng An xin phép và không có thể quay biển số cho anh em xem được. 4 số nha, biển số thành phố. Xe này là đăng ký qua 2010. Và số máy nó là 3 con 0 đầu. Anh em nên nhớ nha. Xe này dòng máy 3 con 0 đầu nha, vừa qua 2010. Nhưng mà cục máy này chuẩn lắm nha anh em. Và xe này, chiếc xe này đi tầm khoảng 30.000, đổ lại không hơn. Nhưng mà người ta đã tua còn 21.000. Hồng An nói rõ luôn nha anh em, tua lại 21.000. Mà chiếc xe tầm 30.000, không hơn, ở 21.600 cây. Hồng An sẽ đi chi tiết nè. Trước tiên là những cái cùm công tắc ha. Xe này dán keo nha anh em. Quay hướng này nó sáng hơn nè, anh em xem nó dễ nè. Đó, ra công viên nó quay nó sướng lắm. Rất đẹp, bao tay zin nha anh em, bao tay zin. Bên đây nó hơi bị đúc một tí ha, cũng còn nguyên hết. Cũng như thường lệ là chén cổ chản ba là chưa siết, chưa canh chỉnh nha anh em. Dán keo nha anh em. Đó, hai chìa khóa zin nè. Đúng mã số luôn nha anh em. Đúng mã số hết á. Chi trên này cũng vậy luôn nha anh em. Mã số luôn. Nó hơi đó, đúng mã số anh em thấy không? Một chìa khóa zin. Không ăn đi tỉ mỉ hết. Kiến cổ rồi thấy không? Đó, đẹp. Đó, đẹp luôn. Rồi, mình đi nha. Dán keo anh em. Ở xe này anh em về chịu khó lột keo, dán keo lại. Nó nhờ cái dán keo đâm ra anh em về mình lột ra như mới vậy đó ha. Nói chung đặc biệt là áo là không có nứt bể nha, không có bị chày tem luôn nha anh em. Hôm đó Hồng An về sẽ quay một cái clip và bộ cánh của nó, quay kèm cho anh em xem. Dán keo anh em thấy không, buộc theo xe, nước sơn còn đẹp lắm anh em ơi. Bạn của nó hết. Chỉ chưa thuyết như đây em, rất đẹp nha. Rất là đẹp luôn. Mới phớt phớt thôi. Đặt cục vẫn còn nè. Đó, lú qua 2010 nè. Bỏ zin theo xe luôn nha anh em. Bỏ zin trước sau như một luôn. Nó mở ra thay bố thắng cái gì nè, vẫn có dấu nha, thay bố thắng đĩa gì đó, tham gia buộc cái mở này ra không biết, áp thuộc nè, thấy không, mâm rất đẹp nha, mâm đúng của nó nha anh em, mâm nè, mâm đợi xe này. Xe này cà vẹt là vừa lú qua 2010 nha anh em, lú qua 2010 luôn. Cặp thứ 22 209 là cặp vỏ nè. Ở trên mà thẻ là đăng ký là 2 2
2010, đầu 2010 à, tầng thứ 22 luôn á, 209 đó, chú sao như một vỏ nứt hết trơn nha anh em, nó hơi bị nứt anh em ơi. Quay bên đây trước đi, sáng bên đây, quay bên đây. Đó, vẫn là ốc S nha anh em. Xe này vẫn là ốc S nha. Thấy chưa? Ba con không vẫn ốc S nha anh em. Nếu mà ốc CX là cái đợt cái dòng máy nó khác rồi. Xe này dòng máy vẫn là dòng máy Fuel Chanel 70 đầu nha anh em. Vẫn là dòng máy 70 đầu. Ôi, anh em thấy không? Ghê chưa? Đẹp lắm anh em ơi. Obo chưa mở nha anh em. Sáng luôn nè. Xe này đã lắm anh em ơi, máy chuẩn lắm, đi có 30.000 thôi anh em. Máy chuẩn lắm. Chung những con xe mà Hồng Mang chia sẻ bán cho anh em là những con xe toàn là máy chất công nha anh em. Thì những dòng xe này Hồng Mang vẫn bảo hành anh em một năm hết, về máy hết. Năm về máy chơi nha anh em. Tâm ra những chiếc xe này máy cực kỳ chuẩn nha. Ta xung dinh theo xe anh em. Bô rất đẹp nha anh em. Chỉ bô dinh theo xe nè. Bô rất là đẹp luôn. Khẩu bô rất đẹp. Chất nền của nó. Và so dinh theo xe nó còn vàng nha anh em. Cũng đứng trong nghiêng dinh hết. Là nằm dưới đây nè. Cần thắng nè. Nè. Rất là đẹp luôn em thấy không? Cao su zin đi bể anh em ơi. Cao su zin theo xe. Anh em mua về tự thay nha, nó rẻ lắm nhưng mà mình để nguyên luôn ha. Cái này thì họ băng băng vô. Là dày, thấy không? Cạnh này cạnh zin nha anh em, không phải bị mòn nha. Phục zin theo xe áo nè, dán keo anh em thấy không? Dán keo nguyên chiếc nè. Đó đẹp. Một con xe màu đỏ hôm nay đẹp lắm anh em. Bồ. Mầm mầm viên không có sơn phớt cho nên em mầm còn đậm lắm anh em ơi. Cái sao của nó nè, vậy nữa không? Còn dấu chấm sơn luôn nè. Đủ thắng gấp là mau quay kỹ luôn. Đẹp. Rất là tỉ mỉ luôn em. Những cái chiếc xe nền còn mang phải quay kỹ lắm. Cái chấm sơn vẫn còn dưới nè. Cục cao su nhựa nè. Quá đẹp. Nhựa trong nè anh em thấy không? Vỏ theo xe nè anh em. Ở đây nhìn kỹ hơn. 30.000 này cái vỏ nó vẫn còn gai nha anh em. Gai râu vẫn còn nguyên hết. Đó nhìn theo xe Inu.
vòng qua hướng này ha. Đẹp đó anh em ơi. Mờ dữ ta. Quay hướng này đi. Lỡ đụng vô đâu rồi, nó mờ quá. Bình dầu anh em thấy không? Vẫn còn đẹp. Quay rất là chi tiết nha anh em, quay từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên, nói chung là anh em xem là tự đánh giá luôn được chiếc xe luôn nha, tự đánh giá được chiếc xe luôn, rất là đẹp luôn. À, bô anh em, bô đó vẫn còn xanh anh em ơi, vẫn còn xanh nha, chưa mở nha anh em, vẫn còn xanh. 3 con không đầu anh em. Rất đẹp, dàn gầm dưới đẹp lắm anh em. Còn ngào hết trơn. Lốc mình là trắng phấn luôn anh em. Từ số nè. Lốc không có dợp nha. Tôi su zin nó hơi cũ anh em về thay nha. Là chuyện nhỏ thôi, nhưng mà mình để nguyên. Đó. Hơi ba chỗ này. Cũng đứng cũng vậy luôn. Thấy không? Đẹp. Cục kêu máy cũng vậy. Đúng ở đâu nó mờ quá ta. Rất là đẹp. Đẹp luôn. Rõ ràng. Cặp xe lại 2010 nha không? Cái lô hàng này nó vừa 2009 vừa 2010 nó so le nhau. Đó. Cũng vậy nè. Nhìn theo xe thấy không? Rất là đẹp. Tì phục. Đẹp lắm anh em. Đây tầng thứ 29 nữa không? Tầng thứ 23, 29 nè. Cán chỉnh lại coi, lỡ rồi mà đụng vô đâu rồi nè. Đụng vô đâu nó mờ. Rất là đẹp. Rồi không ăn nổ máy nha. Để mở yên lên. Yên mình là yên zin. Zin theo xe. Yên này 209 nè. Cặp kiến còn nha. Còn màu hết nha. Còn màu hết nè. Dấu chấm sơn nha anh em. Cản zin theo xe. Rất là đẹp. Đụng vô đâu rồi.
Rồi, không ăn nổ máy đi ha. Chung thì có vậy thôi, cũng đẹp lắm. Chung là không ăn nói rồi. Nó zin 100% đi ha. Đó, không có gì để mà sai sót gì đâu. Những cái cũ kỹ gì đó, theo xe nó cao su trước cao su sau gì đó, anh em cảm thấy nó xấu gì là anh em thay, bị bể gì đó anh em thay. Còn thì xe thì dán keo nguyên chiếc, đúng không? Máy thì đặt chuẩn 95%. Anh em mà không, nói chung là cực, máy cực kỳ đỉnh luôn ha. Rồi nổ máy luôn, anh em nghe tiếng máy thôi ha. Giờ nó mở lại chịu rồi, anh em nghe tiếng máy đây anh em. Đụng vô đâu rồi. Máy như vậy đó. Rất là êm luôn nha anh em. Nghe tiếng luôn nha này. Đấy, ông vừa đèn bùng nha nè, ông vừa đèn bùng bùng, chưa có bài gì hết nha nè. Nói em thì thầm. Rồi như vậy thôi. Xe là nói chung là đạt chuẩn 95%. Anh em lên xe là chạy là nhích là nhóm nhóm đó nha anh em. Đó, những cái cũ kỹ anh em về thay ha. Đó, còn nguyên hết. Cao su zin vẫn còn nha anh em. Đó, cũ tí nha anh em, tự về thay. Rồi không mang về tiệm. Quay những cái bộ vàng áo cho anh em xem ha. Đó, một con xe đẹp. Con này không ăn bán 6x nha anh em. Ít lớn ít nhỏ là do duyên nha ha. Một con màu đỏ dán keo nguyên chiếc, vàng bạc lóc rất là đẹp, tem áo không có nứt bể nha, dán keo nguyên chiếc luôn nha anh em. 6x là ít lớn ít nhỏ do duyên nha. Ốc tán vẫn còn đẹp lắm anh em ơi, 7 màu hết trơn nha anh em, rất là đẹp luôn nha anh em. Anh em coi ốc không, ốc trắng sáng còn mở gà chứ không phải là ốc cũ nha anh em, rất là đẹp luôn anh em. Quay hướng này cho anh em xem nè, nó sáng đẹp lắm, phức á, đó, rất là đẹp luôn, dàn ốc đẹp lắm anh em, ốc thì ốc treo mái rồi anh em thấy không, trắng sáng 7 màu, ở đó đó anh em, mái thì thầm. Con này giá chơi là vừa đó, chỉ có 6x thôi, một con xe màu đỏ hôm nay kiếm không ra đâu. À, đặc chuẩn lắm nha, mình sườn dậy cô anh thấy không? Sườn bóng 7 luôn nha anh em, ăn bung mà. Rồi, về tiệm. Bây giờ Hồng An về về nhà anh em nghe nghe cục máy đây anh em. Nó chuẩn lắm anh em. Nó về nhà đó, trong tiệm thì nó yên nó ăn vắng vẻ hơn. Nghe cục máy nha anh em. Hiểm luôn. Đã ấm hiểm luôn. Về nhà mình coi nó nghe tiếng máy nó ấm hơn, chắc hơn. Anh em phân biệt chút xe. Zin theo xe nha anh em. À, áo là không nứt bể anh em thấy không? À, áo zin theo xe hết.
lát vẫn còn dán keo nha anh em. Rất là đẹp. Lát đầy đủ luôn. Tại hai hàng người anh em thấy không? Rất là đẹp. Dán keo nguyên chiếc hết. Áo đẹp lắm anh em. Đây cũng vậy luôn. Dán keo nguyên chiếc. Áo tem zin theo xe không đứt bể. Và đây cũng vậy luôn. Quay là phải quay từ trong ra ngoài anh em xem nó mới hay hơn. Chưa? Rất là đẹp. Không có gãy bát nào nha anh em. Đây là mặt nạ của nó, ba món hết, đầy đủ hết. Rồi, ok. Và đây là số điện thoại của xe máy Hồng An nha. 0368888383 và 0907957435 nha anh em. Anh em chuyển khoản mới gọi là chốt và cọc nha anh em. Anh em xe còn thì tùy duyên ha. Không chuyển khoản không phải gọi là chốt là cọc nha. Chuyển khoản mới gọi là chốt và cọc nha anh em. Rồi, một lần nữa Hồng An cảm ơn mọi người đã xem clip hôm nay. Và xe này Hồng An bán là 6X nha anh em. X lớn, X nhỏ do duyên. Rồi, xe này 4 số, biển số thành phố. Ngay chủ nha anh em. Ba hồ sơ, ba công chứng cho anh em luôn. Bye bye.